പിന്നെ എന്താ ഉപ്പോ ഞാൻ നേരെ പടോ എന്തിരായി ta chất liệu cũng khá ok, đế này dày, đế này khá dày, chơi outdoor tốt này, dày cứng này, đây khung khung nhựa này giữ form tốt này, bảo vệ cổ chân nữa này, gót với tầm tiền của con này thì chất lượng là rất là ok. Phần thun vải thun này, cục chân này rất là êm.